Xin lỗi cho mình quảng cáo 30 giây nhé. Mời các bạn tham gia các cái khóa học tự động hóa của bên mình bằng cách vào trang web hoctudonghoa.com. Khi mà vào trang web ấy, thì chúng ta sẽ vào mục khóa học. Và ở đây thì có tất cả các cái khóa học tự động hóa về PLC, về SCADA cho các bạn tham khảo. Và hy vọng các bạn có thể đăng ký các cái khóa học này. Chi phí khóa học cũng không cao lắm. Cảm ơn các bạn. Hello, chào các bạn. Chúng ta đang thực hiện một cái hệ thống gọi là hệ thống xử lý nước thải, bao gồm 4 cái bồn xử lý. Đó chính là bồn thu gom này. Thứ nhất là bồn thu gom này, thứ hai là bể lắng này, thứ ba là bể sinh học và thứ tư là bể lọc. Đây là bể lắng, sinh học và bể lọc. Thì các thiết bị của cái hệ thống này bao gồm này, thứ nhất là bơm 1, bơm 2, bơm 3. Bơm 1, bơm 2, bơm 3. Van 1, van 2, van 3, van 4, van 5. Van 1, van 2, van 3, van 4 và van 5. Quạt 1, quạt 2. Quạt 1 rồi quạt 2, rồi các cái cảm biến mức phao 1 cho đến phao 4, phao 1, phao 2, phao 3 và phao 4. Ngoài ra thì còn có là hai cái cảm biến analog, đó chính là cảm biến TSS và cảm biến oxy. Thì đây mình đã thống kê tất cả các cái tác của cái hệ thống này, bao gồm là miền nhớ Y và miền nhớ M. Tại sao lại có miền nhớ M mà giống như miền nhớ Y vậy? Tại vì mình đã giải thích ở đây miền nhớ M giống miền nhớ Y, mục đích là đưa lên SCADA vì SCADA không nhận miền nhớ Y. Ngoài ra thì còn có một cái nút simulation nữa, tại vì chúng ta không có cái thiết bị thực cho nên là chúng ta mô phỏng cái sự hoạt động của cái các cái thiết bị bằng cách là bằng thông qua cái nút simulation này. Đầu ra output thì có các cái thiết bị, thứ nhất là đèn auto, đèn menu, rồi các cái thiết bị bơm 1 cho đến bơm 3, van 1 cho đến van 5 và quạt 1 cho đến quạt 2. Đầu ra quy thì chúng ta có đầu ra quy như thế này, nhưng mà chúng ta có hai chế độ là chế độ auto và chế độ menu, cho nên là cái đầu ra quy chúng ta sẽ có hai cái bit trung gian, là trung gian ở chế độ auto và trung gian ở chế độ menu. Hai cái bit này thì kết hợp với nhau sẽ đưa ra đầu ra quy. Ví dụ như cái này lên 1 ở chế độ auto thì đầu ra quy sẽ lên 1, còn ở chế độ menu cái này lên 1 thì cái đầu ra quy sẽ lên 1. Ngoài ra thì còn có khối data là data, tức là cái dữ liệu cài đặt đấy, thì chúng ta sẽ có là cài đặt mức TSS để mà bật quạt, cài đặt mức TSS để mà tắt quạt, tức là có up down và oxy cũng có up down mức như vậy, và giá trị thực tế TSS, giá trị thực tế oxy. Vậy thì để mà làm cái hệ thống này thì chúng ta thực hiện trên tia V15.1. Chúng ta ra màn hình chính và open cái tia V15.1 lên. Trong cái open thì mình quay lại đây một tí, mình có thống kê là các cái nút Y này thì nó nằm trên PLC, và có một cái Y này thì nó nằm trên module 8, module DI. Và cái này cũng nằm trên PLC, hai cái cảm biến mức này nó nằm trên PLC luôn. Đầu ra thì nó nằm trên PLC, đầu ra thì cái con PLC này là mình sử dụng con PLC là 1214 C, DC, 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 cho nên là nó có 14 đầu vào và 10 đầu ra. Cho nên là chúng ta sẽ có là cái này là nó nằm trên PLC này. Có 10 cái Y nó nằm trên PLC, ở đây là 10 đúng không? Thì hai cái là cái module output, module DO đấy. Hai cái là module DO, mục đích của chúng ta thống kê là để sau này tạo cái phần cứng. Ví dụ như mua PLC chẳng hạn. DO8 đi nhá. DO8. Và có hai cái thiết bị thì nằm trên cái module mở rộng của PLC. Rồi qua cái project thì chúng ta sẽ create một cái project mới. Đặt tên cho nó là xử lý nước thải. Sau đó chúng ta chọn đường dẫn để mà lưu file.
Sau khi mà chọn xong đường dẫn thì chúng ta create một cái project mới. Và bước đầu tiên, first step, thì chúng ta sẽ config cho device. Và ở đây là add new device, tức là tạo cái PLC mới đấy. Rồi chúng ta có chọn controller S7.1.2.0 1.2.1.4 C, D, C, D, C, D, C đây. À đây. Và chọn cái phiên bản cao nhất. Các bạn thấy là con PLC này thì có 14 đầu vào DI này, rồi có 10 đầu ra DI này, ngoài ra thì còn có hai cái AI analog ấy. Thì chúng ta vừa đủ là có hai cái cảm biến luôn. Cho nên là chúng ta chỉ cần sử dụng một con PLC và một cái module mở rộng DI và một cái module mở rộng DO, hoặc là một cái module mở rộng DI và DO là được, là có thể sử dụng cái cho cái project này rồi. Một lát thì chúng ta thêm phần cứng sau nhé. Rồi, cái PLC này thì có sẵn rồi, chúng ta thêm một cái module vào ra nữa, gọi là DI và DQ nữa, bằng cách là vào đây chúng ta chọn DI8 thôi. Kéo cái này qua. Ok. Và đặt địa chỉ cho nó property này. Các bạn kích vào PLC, chọn System Clock Memory và bật các cái bit hệ thống lên, mục đích là để lấy các cái xung tác động lặp lại, các cái xung này này, để mà sau này mà mô phỏng cái giá trị thôi. Tác động cái này lên. Rồi DI thì chúng ta, nó mặc định cho chúng ta là địa chỉ là gì? Đâu nhỉ? IO address ấy, nó mặc định chúng ta là i0.0 đúng không? Và q0.0 chúng ta để như vậy. Còn qua cái con này này, IO address ấy, thì chúng ta start là gì? Ở đây là gì? 2.0 đi. q2.0 và q2.1. Do đó chúng ta sẽ vào đây đổi thành 2 nhé. Cái này cũng 2. Tại vì cái y này cũng 2 này các bạn này. Đấy. Cho nên là chúng ta đổi thành 2. Như vậy là ok cho phần cứng. Cái này thì nếu mà các bạn mô phỏng thì cũng không cần quan tâm. Còn nếu mà có PLC thực tế hay là có hệ thống thực tế thì mới quan tâm. Và mình sẽ giải thích chi tiết như vậy để các bạn hiểu được thôi. Tiếp tục quay trở lại tiếp một số view. Chúng ta thêm cái SCADA bằng cách là kích vào PC System và Semantic, chọn cái Vintage Runtime ở đầu này, sau đó Add New. Ở đây mình sử dụng phiên bản TLV15.1 nhé. Rồi, để mà kết nối cái SCADA với PLC thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khối Profinet EIGNR này. Chúng ta kéo vào sử dụng thôi, sau đó qua Network View ấy thì chúng ta sẽ kéo cái này qua, kéo cái này qua. Ở cái mục Connection thì tiếp tục kéo cái này qua đây thì nó sẽ tự động tạo Connection cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đã xong cái việc kết nối PLC với SCADA rồi. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thiết kế giao diện SCADA bằng cách là vào Admiral Time và vào screen này, tạo một cái screen mới. Mình đặt tên cho nó là gì? Mình đặt tên cho nó là màn hình chính đi. Ngoài ra thì còn có đồ thị nữa mà. Và màn hình chính thì chúng ta vào cái setting, runtime setting này cài đặt một tí. Chúng ta bỏ cái tick vào full screen mode đi. Và để mặc định là 1024 x 768, hoặc là 10, mình cho lớn một tí đi, 1366 x 768 nhé. Thôi để vậy nhé, tại vì một số các bạn màn hình S, màn hình máy tính nhỏ, cho nên là chúng ta sử dụng 1024 x 768 mặc định luôn. Chúng ta vào màn hình chính bắt đầu thiết kế. Ở đây thì có file có sẵn rồi thì mình copy qua thôi. Chúng ta bôi đen tất cả này, rồi copy này,
Rồi đó qua cái project này này, paste vào. Chúng ta di chuyển để điều chỉnh tí cho nó đẹp thôi. Rồi ở các thiết bị thì chúng ta sẽ thêm một cái switch, đó chính là switch ở chế độ bằng tay on off ấy. Switch on off ở chế độ bằng tay này. Ví dụ như cái bơm mode thì chúng ta có switch là bật tắt bơm mode. Hoặc là chúng ta cho cho một cái bảng riêng luôn ở chế độ bằng tay luôn. Những cái này chúng ta tạm thời xóa đi đã. Đây, chọn property này, chúng ta chỉnh cái thông số một tí, cho cái chữ là nhỏ thôi, tầm 12 thôi, đúng không? Và ở cái label thì chúng ta đổi tên thành ví dụ như là bơm mode. Chúng ta có ba cái bơm đúng không nào? Bơm mode và điều chỉnh cái appearance vào đây thì khi mà on thì cho nó màu xanh này. Khi mà off thì cho nó màu đỏ. Và đổi cái chữ text thành một trắng cho nó nổi lên cho đẹp, đúng không? Và cái border thì cho nó thành một thôi, à, thành không cũng được. Thành không thì nó đẹp hơn, đúng không? Và vào cái appearance bơm mode. Điều khiển bằng tay nhá. Ở đây là điều khiển bằng tay này. Tiếp tục cho copy cho bơm 2. Bơm 2 đúng không nào? Bơm 3. Gì nữa? Chúng ta có van 1, van 2, van 4, van 5 và quạt đi. Van 1. Cho cái này lớn lên một tí. Phần 1, phần 2. Chúng ta copy qua trong cái van thì cái van thì nó có thuộc tính khác. Van là open và close cho nên chúng ta đổi tên cho nó thành OP. OP là open. CLS là close. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi. Đây là van 1. Và chúng ta có bao nhiêu cái van nhỉ? Rồi chúng ta đã thiết kế xong cái SCADA cho cái hệ thống này. Thứ nhất là mình nói qua một tí về các cái nút nhấn rồi các cái hiển thị như thế này. Thứ nhất là ở đây là chế độ bằng tay thì chúng ta bật tắt các cái nút và đóng mở các cái van trên cái bảng này. Còn ở đây là chế độ vận hành và chế độ mô phỏng SCADA thôi. Ngoài ra thì còn có là các cái thông số cài đặt, ví dụ như TSS up thì nó sẽ bật gì này, TSS down thì nó sẽ tắt gì này, OC up thì bật gì và down thì tắt gì. Rồi giá trị thực tế PV thì có DO, à, cái này là millimit, millilit thì ngâm tên lit đấy. Rồi có các cái tác động phao trên cái, nếu mà ở chế độ mô phỏng thì chúng ta có thể tác động cái phao trên SCADA ở đây. Và ngoài ra thì còn có con trượt kéo để mà mô phỏng cái mức TSS và mức OC. Các cái thiết bị bơm van rồi các cái thông số như quạt như thế này ở trên cái hệ thống này thì đã có rồi. Và chúng ta bôi đen tất cả các cái thiết bị một lượt. Mục đích là gì? Mục đích là để có thể thay đổi màu được thì chúng ta chọn property này, chọn general này, chọn appearance và ở đây chúng ta sẽ chọn là shader. Và cái này chúng ta chọn là cái màu này đi. Đấy thì như thế này thì sau này mới có thể đổi màu được nhé.
Vậy thì SCADA của chúng ta đã xong, thì bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo, đó chính là lập trình PLC. Thì để mà lập trình PLC thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thứ nhất là tạo tác cho PLC đã. Và để tạo tác cho PLC thì chúng ta vào một PLC tag này, rồi add new table này, đầu tiên là input, thứ hai là gì? Là output, thứ ba là miền nhớ. Rồi chúng ta sẽ copy thôi, copy từ Excel qua, copy cái này. Copy cũng rất là nhanh, nó như Excel thôi các bạn nhé. Và miền nhớ là ở đây, định dạng là bool và hai cái này là word, hai cái cảm biến mức ấy. À cảm biến TTSS và cảm biến oxy ấy. Thì là word. Rồi chúng ta copy cái địa chỉ này qua, đồng thời là copy cái này luôn, copy cái comment. Rồi miền nhớ mờ thì ở đây, miền nhớ mờ thì chúng ta copy cái này cũng word và cái này cũng word luôn. Rồi tiếp tục copy địa chỉ và copy comment, copy giải thích ấy. Và cái này nữa, m simulation nữa, và đây mình sử dụng là m5.0 nhé. Cái này là bool tức là 0 1, và switch mô phỏng. Rồi tiếp theo là output thì chúng ta qua tab output, copy cái này, copy cái quy luôn, địa chỉ đấy, và chúng ta copy comment. Ngoài ra thì còn có một cái là trung gian nhé, một cái folder là trung gian, thì các cái trung gian của output ấy, chúng ta cũng copy như thế này, nhanh và dễ mà. Trung gian output thì có chế độ auto và chế độ menu, mình đã giải thích rồi đúng không nào. Chúng ta không cần comment luôn, trung gian thì không cần comment. Và ngoài ra thì còn có là khối A, số thực tức là các cái cảm biến mức đây, à cảm biến TSS chứ, mình hay bị nhầm. À cái này không cần, cái này sử dụng DB các bạn ạ, cái này sử dụng DB nhé, delete đi, tại vì mình nói là DB1. DB thì cũng như miền nhớ M thôi, chúng ta chỉ cần thêm vào nên add new block DB và chúng ta đặt tên cho nó là data nhé, data, dữ liệu đấy. Thì DB thì có các cái miền nhớ như là cài đặt, các thông số cài đặt ở đây đấy, và định dạng của nó là gì, số thực đúng không, số thực tức là số analog các bạn, số thực tức là số có dấu chấm đằng sau ấy. Chúng ta copy comment luôn. Rồi nó cũng như tag thôi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình cho cái hệ thống này. Đầu tiên đó chính là cái bề một thì chúng ta sẽ tạo một cái khối chương trình con của bề một, gọi là chúng ta có 4 bệ. Bệ 1 là bệ thu gom đúng không? Mình đặt tên là bệ 1. Bệ thu gom. Và khối chương trình con là khối FC. Rồi bệ 2 là bệ lắng. Chúng ta thêm ở đây luôn nhé. Bệ 2. Bệ lắng. Bệ 3 là bệ sinh học. Bệ 3 bệ sinh học. Và bệ 4 là gì? Bệ 4 là bệ lọc đúng không nào? Chúng ta chỉ có 4 cái bệ thôi. Bệ 4 là bệ lọc. Rồi để mà sử dụng các khối chương trình con này thì chúng ta vào main này. Trước hết là chương trình tự động này, chương trình chế độ tự động bằng tay đã,
Thì tự động bằng tay thì chúng ta sử dụng cái mình nhớ cái switch mode đó. Mode E-mode và M-mode thì chúng ta sẽ có cái đèn và như thế này mình sẽ giải thích sau. Tức là E-mode và M-mode nếu mà bằng 1. Nếu mà cái này bằng 1 thì tức là chế độ tự động này. À, quy này, làm auto. Còn nếu mà không bằng 1 tức là bằng 0 ấy, not tức là bằng 0 ấy, thì là quy làm menu. Đấy, đây chúng ta đã gọi chương trình chế độ tự động được rồi. Và ở chế độ tự động thì chúng ta làm gì? Chế độ trước hết thì chúng ta gọi các cái bể đã. Thứ nhất là bể thu gom. Bể thu gom. Đấy. Chúng ta cứ kéo ra như thế này. Thứ hai là gì? Bể lắng. Kéo ra thôi. Thứ ba là bể sinh học. Và thứ tư là bể lọc. Ngoài ra thì còn có là chương trình chế độ bằng tay nữa các bạn nhé. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ thực hiện với cái chương trình của bể thu gom. Nếu ở chế độ bằng tay này. Chế độ bằng tay thì chúng ta có hai cái chế độ, đó chính là quy làm menu, đúng không? Tức là cái đèn menu chế độ bằng tay ấy, thì chúng ta sẽ điều khiển bằng cái switch. Hai cái thiết bị. Cái bể này chúng ta có hai cái thiết bị, đó chính là gì nhỉ? Relay báo mức đầy thì van 1 và bơm 1. Cái bể này chỉ có hai cái thiết bị thôi, cho nên là chúng ta y switch. Bơm 1. Và Y thì có song song với M để chúng ta điều khiển được trên HMI nha các bạn. Và 1. Đấy, M, Y và M thì chúng ta đưa ra đầu ra quy menu. Và 1. Đúng không nào? Tức là chế độ bằng tay mà chúng ta đưa ra đầu ra trung gian quy là và 1. Tương tự cho van 1. Nó cũng như vậy. Đây là M và 1 và quy menu và 1, đúng không nào? Thì đây chính là chế độ bằng tay, chúng ta điều khiển trực tiếp bằng cái nút nhấn thôi. Và chế độ tự động thì trước hết thì mình sẽ đưa ra đầu ra đã. Đưa ra đầu ra thì nó như thế này các bạn nhé. Chúng ta cho một cái bit giữ allowed for, tức là cái bit này là luôn luôn bằng 1 này. Đưa ra đầu ra thì nó sẽ như thế này. Đây là quy menu bơm 1. Thì ở đây là mode. M mode. Quy. Làm. Menu. Còn nếu mà auto thì chúng ta sử dụng cái bit trung gian là auto quy auto bơm 1. Và đây là quy làm menu auto chứ. Đấy. Tức là ở chế độ bằng tay thì chúng ta lấy cái bit trung gian này để đưa ra đầu ra quy. Đấy. Tức là cái đầu ra quy 0.2 này thì nó một là ở chế độ bằng tay thì nó lấy bit trung gian này, còn ở chế độ tự động thì nó lấy bit trung gian này. Tiếp theo đây chính là cái đèn bơm 1 nhé. Cái van 1 thì nó cũng tương tự thôi. Đấy, van 1. Và cái này là van 1 đúng không nào? Cái này cũng van 1. Rồi đưa ra đầu ra là như vậy. Còn chế độ tự động
Chế độ tự động thì nó vận hành như thế nào? Chế độ tự động thì relay báo pha mức đầy thì mở van 1 và sau 3 giây thì van bơm 1 tác động. Tức là khi có cái cảm biến mức từ cái tất nhiên là ở chế độ tự động rồi đúng không? Mở 1 ở chế độ tự động có tín hiệu từ cảm biến mức, đó là I phao 1 và M phao 1, thì nó sẽ gì nhỉ? Nó sẽ set Q auto van 1, tức là nó mở van trước. Sau đó, sau 3 giây ấy, cái van này mở sau 3 giây đúng không? Tức là dùng cái timer này. Timer đâu? Chúng ta vào cái timer ở đây. Đấy, ton. Chúng ta vào cái ton này. Nó tự động ra cái này thì chúng ta đặt tên cho nó là TM đi. Bể thu gom đi, gọi là bơm 1, timer cho bơm 1 thì ở đây chúng ta đặt là sau 3 giây đúng không, thì nó sẽ set cái bơm 1 Q auto bấm 1. Đấy, thì đây là chế độ điều khiển tự động. Còn nếu mà van cái này bằng 0 ấy, cái phao 1 này này, cái này bằng 0 ấy. À, mình cho cái này vào đây luôn. Cái power 1. Hai cái này bằng 0, một trong hai cái này bằng 0 ấy thì nó sẽ reset cả hai. Reset cả van và cả bơm luôn. Đấy. Nó sẽ như vậy. Đây chính là cái chương trình tự động của cái bể, gọi là bể thu gom. Bể thu gom thì tương đối là đơn giản đúng không nào? Rồi lại báo vào mức đầy thì nó sẽ tác động. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái bể gì nhỉ? Bể lắng đúng không nào? Bể lắng thì nguyên lý làm việc của cái bể lắng là xử lý tín hiệu bằng analog, thì chúng ta sẽ có một cái khối là đọc về analog. Đọc về analog thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái hàm conversion, đó chính là norm x và scale x. Chúng ta sẽ cho một cái biến tạm ở đây, temper là tạm đấy, analog. Temper analog thì nó rõ ràng số thực đúng không, và cái này nó là nằm ở đây, cái này thì không, và mặc định là 0 đến 27648. Và cái đầu vào đó chính là MW gì nhỉ? Ở đây chúng ta là chọn là integer đi. MW sensor TSS đúng không? Tất nhiên là trước khi mà đọc cái này thì chúng ta move cái, không, mình cứ làm như vậy đã. Và nó có giá trị là từ 0 đến bao nhiêu? Giá trị của nó là từ 0 cho đến là 9999 đúng không? Thì chúng ta min là 0. 0.0 chứ. Và max là gì? 9999.0. Tại vì số thực cho nên là chúng ta phải có dấu 0 nhá. Và cái này là DB1. Nó nằm ở cái giá trị thực tế đây. Actual TSS nhá. Đấy, thì đây chính là cái đọc về analog. Còn khi nào thì chúng ta lấy giá trị MW này? Khi mà chúng ta simulation mover, ở đây là mover i to qua m, tức là mover cái giá trị đọc về analog ấy. Tại vì nó không phải đọc về từ cái m mà nó đọc về từ i đúng không, cho nên là chúng ta phải dùng cái hàm mover ở đây, mover IVK TSS. Cái này thì phải nằm đầu tiên này,
Cái này lần đầu tiên chúng ta cũng đọc về ở analog thôi. Còn khi nào thì chúng ta không lấy cái giá trị từ y khi chúng ta thực hiện cái M simulation? Tức là khi simulation thì chúng ta lấy trực tiếp từ MW64 mà không thông qua cái y ở trên PLC, ở trên cái phần cứng của PLC. Rồi, chúng ta đã đọc về được cái TSS rồi đúng không nào? Vậy thì tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Cảm biến TSS phát hiện độ đục trên 40mg thì tác động phản 1. Đấy, tác động phản 1. Khi nào thì chúng ta tác động phản 1? Đấy. Ở chế độ trước hết thì chúng ta làm chế độ bằng tay đã. Thì cũng tương tự như cái kia thôi. Mình làm nhanh thôi. Thì các bạn thấy là chế độ bằng tay, các bạn thấy ở đây là fan 1, quạt 1 thì nó đưa ra cái bit trung gian là menu fan 1. Cũng tương tự như vậy thì đưa ra output thì cũng tương tự như vậy. Rồi cái chương trình đầu ra output nó sẽ như thế này các bạn nhé. Thì cũng ví dụ như đèn lam ở chế độ auto thì đưa ra cái fan 1 là sử dụng cái bit trung gian auto của cái quạt 1. Còn đèn ở chế độ menu thì chúng ta sử dụng cái bit trung gian của cái fan cái quạt 1 thì đưa ra cái đầu ra Q2.0 thôi. Tương tự như vậy cho cái bơm 2 và van 2. Rồi chế độ tự động thì như thế này. Chế độ tự động thì xử lý tín hiệu analog dùng cảm biến như thế này, và cảm biến TSS phát hiện độ đục mà lớn hơn 40 ấy, thì tác động fan 1 đúng không nào? Lớn hơn 40 thì tác động fan 1. Nếu compare này, compare đâu, lớn hơn hoặc bằng DB khối database giá trị thực tế của cái TSS mà lớn hơn data giá trị cài đặt up. Lớn hơn thì chúng ta lấy cái up này đúng không? Up này là 40 này. Còn đây là auto fan. Qlam auto. Thì chúng ta sẽ set. Set cái bit nào? Bit là tác động fan 1 đúng không nào? Q auto fan 1. Còn ngược lại, nếu mà nhỏ hơn 39, tức là nhỏ hơn cái giá trị đặt đấy, thì chúng ta sẽ cái này là down này, 39 là down, tức là 39 mặc định là giá trị là down rồi, chúng ta sẽ reset cái này TSS nhỏ hơn chứ, nhỏ hơn 39 thì reset cái này, đồng thời gì nhỉ, đồng thời mở cái van 2 sau 3 giây thì tác động bơm 2. Đồng thời mở van 2 chứ. Set Q auto van 2. Đúng không nào? Sau thời gian bao nhiêu giây? Sau thời gian 3 giây, tức là cái Q van 2 này sau cái ton này, cái thời gian là TM ấy. TM pump 2. Sau cái thời gian 3 giây thì chúng ta sẽ set luôn cái gọi là Q auto pump 2. Đấy. Và khi nào thì dừng cái pump 2? Ở đây không có cái gì nói là dừng pump 2 nhỉ. Dừng bơm 2 khi nào? Chúng ta xem thấy ở đây. Dừng bơm 2 khi mức lâu lâu đi nhá. Dừng cái bơm 2 này này khi mức lâu lâu. Tất nhiên là với điều kiện là mức lớn hơn mức đủ thì mới chạy đúng không? Mức ở đây đủ thì mới chạy cái bơm 2 và van 2. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Y vào 2. Mở vào 2.
Đấy, tức là khi cái mức tác động thì mới set cái này nhé. Khi nào thì reset cái bơm và cái van khi mà hai cái này bằng 0 ấy, thì chúng ta reset luôn. Reset cái van 2 này, reset cái bơm 2. Đấy. Ok chưa nhỉ? Đây là cái chương trình cho cái bể gọi là bể lắng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái bể sinh học. Bể sinh học thì chúng ta có các cái thiết bị, thứ nhất là van 4 này, quạt 2 này, van 3 này, bơm 3. Đấy, chúng ta sẽ có là chế độ tự động. À, cũng tương tự như cái bể lắng đúng không? Cũng tương tự như bể lắng, chúng ta copy hai cái network này, tức là analog cho cái oxy đấy, analog oxy đúng không nào? Chúng ta cũng tạo một cái vùng nhớ tạm là temper analog, và cái này là số thực. À, cái này là oxy đúng không? Nó cũng tương tự như TSS thôi, nhưng mà cái khoảng range là khác nhau. Cái range này là khác nhau này. Cái range thì từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Cái range từ 0 đến 500 đúng không nào? Cái range từ 0 đến 5. Và đầu ra là TSS AOC. Đấy, thì chúng ta đã tạo xong cái hàm đọc về analog. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là chế độ. À, chế độ bằng tay đúng không nào? Chế độ bằng tay thì chúng ta cũng copy như cái này qua bên kia sửa thôi. Đấy, chúng ta có bốn cái thiết bị này. Và tiếp theo thì auto cũng vậy, fan 2. Rồi, chế độ bằng tay và đưa ra đầu ra chúng ta đã xong. Bây giờ là chế độ tự động nhé. Chế độ tự động thì chúng ta sẽ làm như này. Chế độ tự động. Chế độ tự động thì nó vận hành như thế nào? Cảm biến oxy phát hiện nồng độ dưới 5 thì tác động mở van 4, đồng thời chạy van 2, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ làm như thế này. Nếu mà ở chế độ tự động, tức là cái mode này này, auto, nếu mà cảm biến phát hiện oxy dưới 5, tức là oxy thấp quá đấy, à, compare đi, bé hơn hoặc bằng 5 ấy, à, data, giá trị thực tế của cái oxy mà lớn hơn data, giá trị set down, oxy down ấy, thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Mở van 4 đồng thời chạy quạt 2. Mở van 4. Chúng ta sử dụng lệnh set thôi. Quy auto van 4. Và set tiếp. Quy auto fan 2. Còn khi nào thì tắt van 4? Nếu mà trên 6 thì tắt van 4 và quạt 2, đúng không? Tương tự như vậy. Nếu mà lớn hơn, cái này là up này, nếu mà lớn hơn đấy trên 6 thì chúng ta sẽ reset cái này, reset cái này, reset hai cái này. Đã set thì phải có reset chứ đúng không? Đồng thời khi mà mức đầy ấy, cái mức đầy thì chúng ta sẽ set cái van. Khi mà mức đầy y vào 3 và mở vào 3 tác động ấy, thì chúng ta sẽ set cái quy auto van gì nhỉ, van 3 hay là van 4 nhỉ. Van 3 cho cái bơm 3 mà đúng không? Và sau cái thời gian sau khi van 3 mở 3 giây ấy, thì sẽ cho bơm 3 chạy TM bơm 3. Cái này là 3 giây này, thì chúng ta sẽ set cái bơm 3.
Rồi, khi nào thì dừng bơm 3 và đóng van 3? Khi mà hai cái cảm biến này không tác động. Khi mà hai cái phao này không tác động ấy, thì chúng ta reset cả hai luôn. Không cho bơm và van chạy nữa. Không cho bơm chạy và van mở nữa đấy. Thì chương trình tự động là như vậy. Còn đối với bể lọc thì nó đơn giản hơn. Bể lọc thì chỉ có một thiết bị thôi. Chúng ta qua bể lọc, tức là bể cuối cùng đấy. Bể lọc thì cái đầy thì tác động van 5 thôi. Bể lọc thì chế độ bằng tay. Nếu mà cái bit ở cái đèn menu sáng đấy, quy lamp, lamp là đèn các bạn nhé. Đèn menu sáng thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái tín hiệu của cái M và I để mà mở cái I và 5. M và 5. Quy menu và 5. Rồi còn đưa ra đầu ra. Đưa ra đầu ra thì chúng ta sẽ tiếp tục như vậy, bit giữ allow waveform. Allow waveform tức là thường đóng thì nó luôn luôn bằng 1, đúng không? Cái này chỉ có một thiết bị thì làm tương đối là nhanh. Đấy, ví dụ như quy làm auto thì quy auto và 5, đúng không? Chúng ta lấy bit trung gian quy làm tương tự như các cái khác, quy menu và 5 và quy và 5. Rồi chế độ tự động. Chế độ tự động thì nó tác động theo cái file thôi. Quy làm auto thì nó sẽ tác động theo tín hiệu file này. Set khi mà file gì nhỉ, file 4 đúng không nào, mở file 4 thì set cái gì nhỉ, quy van 5 à, quy auto van 5. Còn ngược lại khi hai cái này không tác động thì reset nó đi. Cái này là reset. Đấy. Thì đây là chính là cái bể lọc thì đơn giản hơn. Bể lọc thì tương đối là dễ. Rồi qua HMI thì ngoài ra thì chúng ta thêm một cái block là simulation nữa nhé. Simulation mô phỏng cái TSS và OSI. Chúng ta gọi là khối mô phỏng. Khối mô phỏng thì chúng ta sẽ làm như thế này này. Khi mà cái gì chạy thì nó sẽ giảm tăng cái TSS. Khi rồi cái nào đây, xử lý tín hiệu dưới 39, trên 40 thì tác động fan 1, tức là TSS mà lớn hơn 40 thì tác động cái fan 1, đúng không? Tức là fan 1 chạy thì nó sẽ giảm TSS, còn fan 1 dừng thì nó sẽ tăng TSS. Rồi, như thế này. Quý lamp auto nó chỉ chạy khi auto thôi. À, không cần. Cái này không cần. Khi mà fan 1 đúng không nào? Fan 1, quý fan 1. Fan 1 chạy đấy thì cái TSS nó sẽ giảm với điều kiện là giá trị thực tế của TSS phải lớn hơn 0. Compare này, lớn hơn 0 này. Data TSS 0.0. Thì nếu mà cái fan 1 à fan 1 rồi, fan 1 chạy thì nó sẽ trừ, trừ là sắp. Đâu nhỉ? Map function sắp. Nó sẽ trừ cái giá trị data action TSS. À, ví dụ mình lấy là TSS thì nó có giải là tương đối là lớn từ đến 999 cơ mà, đúng không?
mình sẽ cho nó tăng lên 1 nhá, 1.1 đi. Cái giá trị này thì các bạn đặt bao nhiêu cũng được này. Và tất nhiên là nó sẽ có một cái sum. Đây là clock. Clock 1 giây nó nhảy một lần, 1 Hz tức là 1 giây thì nó sẽ tăng một giá trị một lần. Còn khi nào thì ở đây là mô phỏng và TSS giảm này. Mô phỏng TSS tăng này. Khi mà cái fan 1 không chạy đấy. Cái fan 1 mà không chạy, tức là nó bằng 0 thì nó sẽ tăng cái giá trị này. Và mình cho clock là cũng là cho clock 2 đi, tức là 2 1 giây thì nó nhảy 2 lần. Cũng là 1.05 chẳng hạn. Thì cái này thì tùy các bạn đặt thôi. Đúng không? Và nó cứ tăng vậy, tất nhiên là với điều kiện là nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 9999 đúng không? Với điều kiện là nhỏ hơn 9999.0. Tương tự cho oxy. Oxy thì nó sẽ tăng khi nào? Quạt 2 chạy thì oxy tăng. Đúng không? Dưới 5 thì quạt 2 chạy thì oxy tăng, còn quạt 2 dừng thì oxy giảm. Mô phỏng oxy giảm. Chúng ta cũng copy cái này đi. Thay oxy bằng TSS. Thay cái này quạt 2 nhé. Oxy. Đấy, cái này cũng oxy. Oxy thì nó giá trị là nhỏ hơn 5 đến 6, cho nên là chúng ta lấy 0.04 đi. Cái giá trị 0 chấm bao nhiêu thì cũng tùy các bạn đặt. Cái này là tăng này. Bé hơn bao nhiêu? Bé hơn 500. Nó chỉ được tăng khi nó bé hơn 500 thôi. Clock 2 giây. Clock 2 đi. Cái này là 0.05 đi chẳng hạn. Cái này là S. Tức là khi mà cái quạt 2 chạy. Quạt 2 chạy thì nó tăng oxy mà. Đúng không nhỉ? Quạt 2 chạy dưới. Quạt 2 chạy thì nó tăng oxy và quạt 2 dừng thì nó giảm oxy. Đấy. Như vậy. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phải vào cái chương trình chính để mà lôi cái kéo ra khối mô phỏng. Khối mô phỏng này thì chúng ta chỉ cần kéo ra, và tất nhiên là với điều kiện là cái bit mô phỏng lên 1 simulation, chứ không bình thường thì nó lấy giá trị trực tiếp từ cái cổng đầu vào của PLC. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái screen để mà gán tag cho nó, đúng không? Gán tag thì cái bơm 1, trước hết là cái bơm 1 này. Cái bơm 1 thì chúng ta vào animation, vào display, vào appearance. Chúng ta bôi đen cho tất cả các cái bơm làm một lần cho nhanh các bạn nhé. Bôi đen tất cả các bơm này. Các bơm rồi các van làm một lần cho nhanh. Rồi, bằng 1 thì chúng ta cho forest color lên màu xanh. Đấy. Và chúng ta gắn tag cho từng bơm, ví dụ như cái này là bơm 1 đúng không nào? Thì chúng ta chỉ cần link đến cái tag của PLC. PLC tag đầu ra output cái gì? Bơm 1. Đấy. Cái này là van 1. Cái này là van 1. Cái này bơm 2 đúng không? Và cái này là van 2. Tương tự cho các cái thiết bị khác thôi. Bơm 3 và van 3. Van 4 và van 5. Còn cái này là cái quạt thì cũng cần phải gán cho nó.
Cái này là fan 1 đúng không nào? Cái này là fan 2. Thực chất thì khuấy, nói tên là khuấy thì đúng hơn. Thì các bạn cứ nói là fan thì cũng khó hiểu. Cái này fan 2. Và cái này chỉnh một tí là shader. Rồi xong rồi, cái này gì nhỉ? Ôi cái này, chúng ta cũng gán cái mức cảm biến bằng cách là bôi đen tất cả này. Mỗi cái mức thì chúng ta, mỗi cái bệ thì có cái mức. Rồi và một animation chọn display cũng, à không phải visible đâu, mà là appearance. Một thì cho nó màu đỏ nha các bạn nhé. Tất nhiên là hai cái này nó ngược nhau, ví dụ cái này bằng 0 thì nó màu đỏ này. Cái mức dưới bằng 0 ấy, cái mức dưới này bằng 0 thì nó mới màu đỏ, còn cái mức trên bằng 0 thì nó mới màu đỏ. À bằng 1 thì nó mới màu đỏ. Cái mức dưới là lúc cảm biến không tác động, là lúc cái phao không tác động thì nó là ở mức dưới, còn phao tác động là ở mức trên các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn tag cho từng cái. Cái này là gì? Y phao miền nhớ này, M phao 1. Cái này cũng vậy, miền nhớ M phao 1. Cái này là phao 2. Phao 3. Phao 4. À phao 3 chứ. Cái này cũng phao 3. Cái này mới phao 4 các bạn nhé. Rồi gắn xong cho các cái phao rồi thì chúng ta sẽ gắn cho cái DO này. À cái gì nhỉ? Cái CSS. CSS thì chúng ta vào general và đưa vào tag vào đây thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái khối DB, tại vì chúng ta để nó ở trong DB. Giá trị thực tế của CSS là ở đây. Và ở đây chúng ta chọn là output thôi. Và đây là chúng ta chỉnh thành 999. 999.99. Đấy, chỉnh như vậy cho nó đơn giản một tí, cho xuống 12 đi. Rồi DO thì cũng tương tự như vậy. DO thì chúng ta lấy OC này. Và cái này là output, nó chỉ đọc lên thôi. 999. Đấy, cũng chỉnh như vậy cho nó dễ. 12 đúng không nào? Và đây là các cái giá trị cài đặt các bạn này. Giá trị cài đặt up thì chúng ta sẽ lấy là up của TSS. TSS up. Cái này 999 bao nhiêu thì cũng tùy các bạn luôn. Cái này là TSS out đúng không nào? Cái này là DO up. OC up đấy, chứ không phải là DO đâu. Và OC down. Chúng ta cứ gắn tag cho từng cái như vậy thôi. Cái này là giá trị thực tế thì vừa rồi chúng ta đã lấy rồi đúng không nào? Đây là TSS và đây là OC. Đây là OC. Giá trị thực tế tức là giá trị PV đấy. Chúng ta chỉnh cái kích thước chữ xuống 12 cho nó nhỏ lại một tí. Chữ như thế này lớn quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn các cái tag ở chế độ vận hành. Chế độ vận hành thì chúng ta sẽ vào cái miền nhớ là M này, M mode đấy. Miền nhớ M mode. Đấy, chính là cái này. Và event thì chúng ta sẽ switch on là set bit M mode. Và switch off là reset bit. Cũng là M mode. Mô phỏng thì cũng tương tự như vậy. Set bit. Cái này là M simulation các bạn này. M simulation ở đâu? Trung gian, nó nằm ở trung gian. Không phải mà input luôn, mình nhớ.
mở simulation, chúng ta copy, switch off thì reset thôi. Tương tự cho các cái thiết bị khác. À, ngoài ra thì để mà cho nó hiển thị trạng thái thì chúng ta phải thêm tag ở đây. Rồi các cái thiết bị khác thì chúng ta cũng làm như vậy, bôi đen tất cả này. Chúng ta đã gắn sát tag xong cho các cái switch on off của cái các cái bơm, các cái van rồi các cái quạt. Và các cái file thì chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng bằng cách là cũng gắn tag cho m file mode. Tương tự như vậy thôi. Cũng gắn tag cho các cái switch file thôi. Mục đích của cái này là chúng ta tác động được cái file ở trên cái HMI để xem cái hệ thống nó vận hành như thế nào thôi. Còn thực tế thì nó sẽ chạy theo file ở hiện trường. Và cuối cùng là TSS, cái mô phỏng thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Process tag ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng là MV kép nhé các bạn nhé. MV kép TSS. Maximum là 27648. Tức là cái giá trị mặc định maximum của cái cảm biến analog. Cái này cũng vậy. Cái này maximum cũng 27648 luôn. Và process tag là oxy. MOC. Rồi, chúng ta đã gắn tag xong cho cái hệ thống này. Vậy thì để mà chạy cái hệ thống thì chúng ta sẽ thử xem nhé. Chúng ta sẽ chạy làm tham lên. Sau đó qua cái POC chúng ta sẽ bật cái POC sim lên bằng cách là vào đây này. Sau đó nhấn cái nút Start Simulation này. Chúng ta sẽ check xem cái hệ thống nó chạy có ổn định hay không. Tất nhiên là sẽ có cái sai sót nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là ok, tại vì mình làm đa số là không có sự sai sót nhiều. Và trong quá trình mô phỏng chạy thì chúng ta sẽ thử được tất cả các thiết bị nó vận hành như thế nào để rồi là fix lỗi hay là sửa lỗi được. Và các bạn thấy là hiện tại là các cái cảm biến mức lâu lâu á, nó đang tác động đúng không nào? Lâu lâu của cái bệ nó đang tác động. Rồi chúng ta tải chương trình xuống PLC đã. Tải xong chương trình thì chọn cái Start Module này, Finish. Tải xong chương trình mới nói chuyện được với cái vấn đề là chạy mô phỏng. Thì các bạn thấy ở đây là chưa có các cái thông số cài đặt. Mình sẽ qua đây, qua cái khối database này để mà cài đặt các cái thông số cho các bạn này. Data này, như trong file này thì chúng ta có là 40, trên 40 và dưới 39, trên 40, TSS up, trên 40, start value thì chúng ta nên nhấn là 40.0. Down, TSS down là 39.0. Còn cái giá trị oxy ấy, thì là trên 6 và dưới 5. Trên 6 thì là 6.0 và down là 5.0. Đấy, thì nó sẽ tự động load cho các bạn lên luôn. Chúng ta tải chương trình lại xem nhé. Nó có tự động chạy lên không? Nó mặc định giá trị mà. Các bạn thấy là hiện tại nó chưa mặc định giá trị tại vì mình đang start. Run lại thì các bạn thấy là nó tự động load cái giá trị trên 40 à? 40 và 39 đúng không nào? Vậy thì cái bơm 1 và van 1 sẽ chạy khi nào, khi mà cái này tác động đúng không? Thì mình sẽ thử chạy auto đi. Trước hết thì thử chế độ menu xem nhé. Bơm 1 này. Ok chưa nhỉ? Bơm 2 này. Bơm 2. Bơm 2 ở đâu nhỉ? Bơm 2 ở đây tại sao lại không tác động đấy? Thì có sự sai sót gì đó. Bơm 2 đúng không? Bơm 2 thì có ok rồi, nhưng mà tại sao lại không tác động nhỉ? Không sáng lên nhỉ? Bơm 2 là nó nằm ở bệ 2 đúng không? Chúng ta sẽ vào đây để xem.
Chế độ bằng tay bơm 2 nó lên 1 rồi, nhưng mà tại sao? À, ở đây mình nhầm. Auto menu. Đúng rồi mình nhầm. À, mình gắn try tag. Ở đây là menu chứ nhỉ? Menu các bạn nhé. Menu chứ không phải là auto đâu. Dẫn đến sai là đúng rồi. Đấy, tất nhiên là trong quá trình chạy thì cũng có cái sai đúng không nào? Rồi quay trở lại thì bơm 2 nó vận hành rồi. Bơm 3. Xem bơm 3 nó chạy chưa? Bơm 3 ở đâu? Bơm 3 cũng chưa chạy. Tại sao nhỉ? Quay lại cái bể 3 này. Đừng nói là bơm 3 cũng sai nhá. Đúng rồi. Toàn là auto cả các bạn ạ. Chế độ bằng tay mà ở đây mình đưa ra auto hết này. Nguy hiểm quá. Cái này menu chứ. Cái này cũng menu này. Nhiều quá cho nên là sẽ có bị sai sót. Cho nên là quá trình làm thì không bao giờ là người nào mà làm được một lần là chuẩn luôn đâu. Rồi bơm 3 các bạn thấy là ok rồi. Quạt 1. Quạt 1 nó cũng chạy rồi. Quạt 2 nó cũng chạy rồi. Và van 1, van 1 cũng mở rồi. Van 2 chưa mở nhỉ. Tại sao lại van 2 chưa mở thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp. Cái này cũng auto, cái này menu chứ nhỉ. Rồi, tải lại. Đấy, van 2 cũng mở rồi. Van 3 có mở chưa? Van 3 cũng mở rồi. Van 4 cũng mở và van 5 cũng mở. Rồi thì tất cả các cái thiết bị ở chế độ bằng tay thì nó đã vận hành ok rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ chụp một bức ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua tắt hết các cái thiết bị và chuyển qua chế độ auto xem nhé. Chế độ auto và bật cái mô phỏng lên. Thì khi mà các bạn thấy là cái van 4 tại sao nó lại mở rồi nhỉ? À, tại vì mức thực tế là nó đang nhỏ hơn cái giá trị này. Thì chúng ta sẽ kéo lên chẳng hạn. Kéo lên. Các bạn sẽ thấy nào. Ví dụ như giá trị thực tế của cái TSS mà lớn hơn đúng không? Giá trị thực tế của TSS lớn hơn cái giá trị gì nhỉ? Cài đặt. Ví dụ TSS mà lớn hơn 40 thì cái quạt 1 nó chạy đúng không nào? Thì các bạn thấy là cái quạt 1 nó đang chạy. TSS mà nhỏ hơn 40 đi. Chúng ta kéo xuống. Như thế này nhỏ hơn thì cái quạt nó sẽ dừng. Và khi mà mức cao chúng ta cho pha 1, pha 2 chứ. Pha 1 cái bể 1 đã thì nó sẽ chạy như thế này. Pha 2 tác động. Pha 2 tác động. Mức cao thì cái van 2 nó mở. Và cái bơm 2 nó sẽ gì? Chạy đúng không nào? Sau 3 giây thì bơm 2 nó chạy. Cái bơm 2 nó cũng mở ra sau 3 giây. Đấy. Còn ví dụ như ở mức 3 chẳng hạn, cái pha tác động. Nhưng mà cái oxy đang lớn mà, đúng không? Thì nó cũng mở như vậy. Và cái van 5 nó làm việc khi mà cái pha 4 nó tác động. Đấy, thì nó sẽ như vậy. Chúng ta mô phỏng bằng cách là nhấn các cái thiết bị như vậy thôi. Và các cái giá trị này nó không thay đổi là tại vì sao? Mình sẽ sửa cái khối mô phỏng một tí này, MVK. Cái này là số thực, à số nguyên các bạn nhé. MVK gì nhỉ? M sensor TSS. Mình sửa cái khối này một tí và cái này tăng lên 1 9 1 2 3 chẳng hạn. Cái này M2 1 2 5 chẳng hạn. Cái này cũng vậy, sensor TSS. Cái này là integer đúng không? Cái này integer các bạn nhé. Tại vì ở trên có một cái khối là khối kéo, cho nên là M sensor oxy là đây là đúng. Chúng ta sử dụng cái MVK chứ không phải là sử dụng trực tiếp cái số thực đưa ra, mà chúng ta sử dụng cái này.
Và cái này thì cũng ví dụ như là 156 chẳng hạn, 173 chẳng hạn, cái này là số demo thôi, số demo thôi các bạn nhé. Chúng ta thử xem. Và các bạn thấy ở đây là hiện tại là nó đang chạy ok rồi đúng không nào? Mình sẽ giảm cái này xuống chẳng hạn, giảm xuống bớt đi, tại vì giảm nhiều quá nó cũng không được. Thì nó sẽ đang giảm cái chu trình giảm như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi cái giá trị ở đây. Ví dụ như chúng ta đặt là 40 đúng không? Lớn hơn 40 thì cho cái quạt chạy, mà nhỏ hơn 39 thì chúng ta dừng cái quạt. Chúng ta nhập ở đây là 30 chẳng hạn. Thì cái quạt này 30 đi. À không được, tại vì nó không dùng cái con trượt này thì hơi khó trượt, tại vì cái giá trị nó lớn quá. Đấy, nó giảm như vậy cho nó nhanh. Thì cái này thì nó tự động giảm, còn các bạn không muốn nó tự động giảm thì tắt cái mô phỏng đi thôi. Tắt cái mô phỏng thì nó không tự động giảm nữa, nó bằng không luôn, nó lấy trực tiếp từ PLC. Còn khi bật mô phỏng lên thì nó sẽ tự động tăng như vậy. Nó sẽ tự động tăng như vậy nhé. Các bạn có thể dùng con chuột di chuyển như thế này này, con cái mũi tên đi lên đi xuống của cái bàn phím ấy cho nó nhanh. Hoặc là các bạn có thể thay đổi cái giá trị mức, thay đổi cái giá trị scale ở đây, cái giá trị này cho nó nhỏ lại thì cũng dễ kéo hơn thôi. Cái này ví dụ như mình chỉnh thành là 27648 thì chúng ta chỉnh thành là 27.000 đúng không? Thì chúng ta chỉnh thành 10.000 thôi. Chẳng hạn như vậy cho nó dễ chỉnh, 10.000 cho nó dễ kéo để các bạn mô phỏng được cái giá trị. Chứ không lớn quá thì nó không không đạt được cái cái mức mà chúng ta muốn chỉnh đấy. 155, 56 chứ. Theo mình thì chúng ta chỉnh xuống là 5.000 đi, chỉnh xuống 5.000 cho nó dễ đi. Năm nghìn cho nó dễ nhé. Tại vì cái này là đúng, nếu mà đúng ra ấy, thì là nó từ 0 đến 27648 là cái giá trị cái mở với kép. Còn chúng ta muốn chỉnh ở đây cho nó nhanh thì dùng con trượt này thôi. Đấy, dùng con trượt để mà kéo thôi. Rồi các bạn thấy ở đây là các cái giá trị là hiện tại là ok, đã ổn rồi. Chúng ta đã thực hiện được cái hệ thống này. Và cái nguyên lý của hệ thống thì mình cũng đã nói qua rồi. Cái bài hôm nay mình nghĩ là chúng ta kết thúc ở đây thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Hy vọng là các bạn đăng ký kênh để theo dõi các video hay hơn. Cảm ơn các bạn.